Hi, chào mừng các tình yêu đã trở lại cùng với Học tiếng Hàn cùng Wanda Đây là series giải nghĩa từ vựng Hán-Hàn Thông qua kiến thức về tiếng Trung Và hôm nay cũng là clip cuối cùng của series này rồi Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những từ vựng mà người Hàn, người Trung sử dụng giống nhau Mà người Việt Nam không sử dụng như vậy Và những từ này nằm ở trong phần giáo trình tiếng Hàn tổng hợp 4 dành cho người Việt Nam nhé Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu đấy là một từ nhuộm vốn dĩ thì sẽ là nhuộm tóc thế nhưng mà ở đây chúng ta sẽ chỉ nói nhuộm nói chung thôi bởi vì trong tiếng trung và tiếng hàn họ sử dụng chữ hán là nhiễm sắc thì cái này có thể là nhuộm cho một cái gì cũng được mà không nhất thiết phải là dùng cho tóc nhiễm ở trong từ ô nhiễm và sắc ở trong từ màu sắc màu sắc ở trong tiếng hàn thì là sách cải từ này thì là nó nửa hàn nửa hán nhá nhân tiện đang nói về ô nhiễm thì mẹ hú cũng chia sẻ với các bạn thêm một chút về chữ môi trường nhá người hàn và người trung họ sẽ không dùng là môi trường mà họ sẽ dùng chữ hán là hoàn cảnh hoán trình và hoàn kiong nếu như ở trong tiếng Việt mình nói hoàn cảnh mình hiểu rằng đấy là bối cảnh hay là cái điều kiện gì đó hoặc thậm chí là người ta còn dùng thành hẳn một tính từ đấy là ôi cái con này nó hoàn cảnh lắm tức ý là nó hoàn cảnh của nó khó khăn lắm đúng không ạ điều kiện khó khăn lắm thì người Việt Nam mình dùng luôn thành một tính từ là hoàn cảnh trông nó rất là hoàn cảnh ví dụ như vậy thì cái đây là cái một cái sự đã biến đổi ở trong tiếng Việt rồi còn muốn dĩ ở trong tiếng Hàn và tiếng Trung thì hoàn cảnh này sẽ được hiểu là môi trường nhé và để cho không xảy ra hiện tượng ô nhiễm môi trường chắc chắn chúng ta sẽ đều phải bảo vệ môi trường đúng không nào ở trong tiếng Việt thì dùng là bảo vệ nhưng người Hàn và người Trung sẽ sử dụng chữ là bảo hộ. Tiếng Hàn là phù hộ và tiếng Trung là bảo khu. Từ vựng tiếp theo cũng là một từ rất là hay, đó là từ coi trọng. Nếu mà chúng ta phân tích kỹ tiếng Việt ra thì coi có nghĩa là xem và trọng thì sẽ có nghĩa là nặng. Coi trọng ngược lại là coi khinh. Khinh thì sẽ có nghĩa là nhẹ. Coi trọng là mình xem nặng và coi khinh nghĩa là mình xem nhẹ. Trong tiếng Việt thì có chữ xem nhẹ nhưng mà thực ra xem nặng thì không có. Chữ xem nặng này thì mình sẽ hiểu là à coi nó là điều quan trọng thì trong tiếng Hàn và tiếng Trung họ sẽ sử dụng giống nhau nếu mà diễn đạt dài ra ở trong tiếng Hàn thì sẽ là chúng như hà kế xanh các kha tả nghĩ rằng cái gì đó là trọng yếu tuy nhiên có một từ mà ngắn gọn hơn người Hàn và người Trung sử dụng giống nhau đó là trọng thị rõ ràng rồi chữ trọng nghĩa là nặng rồi đúng không ạ và thị thì chính là thể hiện là nhìn trong từ thị giác cận thị mà chúng ta vẫn hay quen thuộc sử dụng trong đời sống hàng ngày tiếng Hàn là trùng si và trong tiếng trung là trung sư bonus thêm cho các bạn một từ mang ý nghĩa ngược lại coi thường coi khinh người hàn sẽ sử dụng sẽ hán là vô thị mù si hà liên kết lại những gì mà chúng ta đã được biết từ đầu clip cho đến thời điểm này nếu như mà muốn nói là mẹ hú là một người mà rất coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường thì chúng ta sẽ nói như thế nào từ vựng tiếp theo là từ thỏa mãn thỏa mãn trong tiếng việt của mình cũng đã là chữ hán rồi tuy nhiên người hàn và người trung quốc sẽ sử dụng giống nhau một từ đấy là từ mãn túc trong đó thì mãn sẽ có nghĩa là đầy và túc thì sẽ có nghĩa là đủ trong tiếng hàn là màn trúc và trong tiếng trung là màn dú khi sử dụng từ này ở trong tiếng hàn chúng ta lưu ý hai điều thứ nhất là nếu người ta muốn thể hiện rằng là người ta vô cùng thỏa mãn thì sẽ dùng thành là thề màn trúc còn khi lắp vào trong công thức ngữ pháp Nếu muốn nói là thỏa mãn với cái gì Thì sẽ là something e màn chúc hata Còn được thỏa mãn bởi cái gì Thì sẽ là something uro e, màn chúc hata Ví dụ 나는 si hôm 아주 qua e hết Tôi đã rất là hài lòng và thỏa mãn với kết quả bài thi vừa rồi Còn bây giờ khi mà thi xong xuôi hết rồi Tôi chỉ cần một lần được đi hát karaoke thôi là tôi sẽ có thể thỏa mãn được 노래방 đây bằng hát 것으로 khả năng có hay từ vựng tiếp theo đó là từ tiết kiệm Tiết kiệm cũng là một chữ Hán rồi Tuy nhiên thì người Hàn và người Trung không dùng như vậy Họ dùng chữ tiết ước Tiếng Hàn là trò đẹp Lưu ý khi phát âm ở trong tiếng Hàn Ở đây chúng ta phát âm là trò đẹp Chứ không phát âm là trò lẹc nha mọi người nhá Thông thường thì đối với những trường hợp mà chữ ri ơi đứng trước những âm phát âm ở phía sau mà chứa y Tức là ya, yo, yo, yu như thế này Thì nó sẽ có thể phát âm thành là thêm một riu vào thành chữ l để phát âm cho nó dễ. Tuy nhiên đối với trường hợp của từ này thì chúng ta sẽ chuyển âm riu sang để phát âm thành là trò điếc mới là chính xác nhé. Từ vựng tiếp theo xuất hiện ở trong bài số 11 của quyển tiếng Hàn tổng hợp 4 là mì hôn. Chữ Hán đọc ra là vị hôn thì chúng ta sẽ không thể hiểu là vị hôn có nghĩa là gì. Thực ra bản chất chữ vị này cũng giống như là ở trong chữ vị thành niên Chúng ta vẫn hay nói là trẻ em tuổi vị thành niên đúng không? Vậy thì trong cái từ vị thành niên đó thì chữ vị này mang tính chất là chưa Có nghĩa là chưa thành người trưởng thành thì nó là vị thành niên Và tương tự như vậy chữ vị hôn thì sẽ có nghĩa là chưa kết hôn Đó chính là lý do vì sao mà chúng ta có từ tương lai Đấy là từ mì rẻ Đọc chữ Hàn ra nó chính là vị lai Lai like là đến và vị lai like nghĩa là chưa đến Thể hiện những cái điều mà đang chờ chúng ta ở phía trước Vậy cho nên nếu như các bạn nhìn thấy những từ nào mà có chữ mi như thế này Thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể hình dung ra là cái điều gì đấy nó đang chưa được xảy ra hoặc là chưa được quyết định nhá Từ vựng tiếp theo nằm ở trong bài 12 của quyển này là từ bão Cái bão này thì là trong tiếng Việt thôi Còn người Hàn và người Trung họ sẽ sử dụng chữ Hán Đó là chữ đài phong trong tiếng Trung phát âm là thái phong và trong tiếng Hàn phát âm là thép phung. Các bạn lưu ý khi phát âm chữ thép phung này chúng ta sẽ có một sự kéo âm nhá, Âm the đang là âm ngang và gặp chữ phung ở đằng sau thì nó sẽ bị kéo lên từ the thành thép phung. Thép gần như là thép phung thay vì là the phung thì nó là thép phung. Thép phung. Cũng ở trong bài 12 này chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm được một từ nữa cũng rất là hay và hữu ích trong quá trình học tiếng Hàn trung cấp và cao cấp. Đó là từ thoại đề Rõ ràng nếu như mà nó là thoại đề thì chúng ta sẽ không thể hiểu là nó nghĩa là gì Thì thực ra nó là một cái từ tắt thôi Thoại là của từ hội thoại và đề là chủ đề Có nghĩa là thoại đề nghĩa là những cái chủ đề của những cuộc hội thoại Tức là những cuộc nói chuyện Và mình sẽ hiểu rằng đó là những cái chủ đề nóng Những cái gì mà mọi người đang bàn tán trong thời gian gần đây Được mọi người rất là quan tâm Tiếng Hàn là hoa rể Và tiếng Trung là khoa thí Ứng ừ dụng trong đời sống Thì người ta có thể nói là Cái chuyện gì đang diễn ra và hoa rể tả hoặc là người ta sẽ diễn đạt cả cái câu chuyện đấy ra và cộng với dòng diễn đạt là hoa chế có thuế cô ít chúng ta sẽ nhìn thấy mẫu câu như thế này rất là nhiều trong những bài đọc của đề thi topic luôn nên là mẹ hú rất là mong rằng các bạn sẽ lưu ý phần này nhá tiếp theo ở trong bài số 14 chúng ta sẽ gặp được một từ đấy là từ chồng nếu mà đọc chữ hán ra thì sẽ là trình độ tuy nhiên cái này thì sẽ không phải là trình độ ở trong tiếng việt mà chúng ta hay sử dụng là về các cái uh, mức độ của cái độ giỏi hay là độ không giỏi mà ở trong tiếng trung với tiếng hàn họ sử dụng giống nhau đều mang ý nghĩa là chỉ mức độ đơn thuần thôi tiếng hàn đọc là tròng tủ và tiếng trung đọc là trống tủ ví dụ như mình có thể nói là cứ giống tôi á ôi đến thế quá hoặc cứ sống tôi ca gì á ôi đến mức độ như thế quá và chúng ta có hẳn một ngữ pháp đó là động từ đi với định ngữ tương lai ul cộng với chữ chồng tu có thể đi dạng đuôi câu là chồng tu y tả hoặc có thể làm về trước của một câu khi chúng ta nói với chồng tu ro. Phần giải thích và những ví dụ về ngữ pháp này cũng đã có nằm ở trong bài số 14 của giáo trình tiếng Hàn tổng hợp 3. Các bạn có thể tự dở sách ra để tham khảo nhé và từ cuối cùng mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong clip của ngày hôm nay đó là từ trì di như thế này từ này thì thực ra là mẹ hú đưa vào đây thôi chứ thực ra nó cũng không nằm trong phần từ quyển 1 đến quyển 4 của giáo trình tiếng hàn tổng hợp đâu thế tuy nhiên là mẹ hú thấy rằng ở trong đề thi topic có rất là nhiều nên là muốn chia sẻ vào trong clip này cho các bạn để mà đọc chữ hán ra thì nó là chi trì chúng ta cũng chẳng hiểu gì cả nhưng mà người trung và người hàn sử dụng giống nhau tiếng trung chư chứ còn tiếng hàn là trì ji ý nghĩa của nó sẽ là ủng hộ khác với cả ứng ngôn một chút nếu mà đi là ứng ngôn thì mình sẽ hiểu là cổ vũ cơ cổ vũ hai tinh hai tinh him ne him ne thì đây là ứng ngôn còn chi hata hoặc là chi phố thì chúng ta sẽ phải hiểu rằng là chúng ta đang ủng hộ chúng ta đang tán thành chúng ta đang đồng tình cùng với ai đó về một cái ý kiến gì đó từ này được sử dụng rất là nhiều trong đời thường của tiếng trung luôn đó là ủa <laughs> xứ tôi sẽ luôn luôn ủng hộ bạn và mày hố tin chắc chắn rằng gia đình và những người yêu thương xung quanh các bạn sẽ vẫn sẽ luôn luôn ủng hộ cho các bạn trong việc học tập và nghiên cứu về tiếng hàn quốc tuy ngày hôm nay series này của chúng ta sẽ kết thúc rồi nhưng mà kênh wanda của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với những series khác nữa chia sẻ thêm nhiều kiến thức ở những góc độ khác nhau nữa của tiếng hàn trong thời gian đợi ra mắt những sản phẩm tiếp theo của kênh Wonder Who, các bạn hãy thật chăm chỉ dành thời gian ra để ôn tập lại toàn bộ series này và tham khảo thêm về lớp hán hàn chuyên sâu online của mẹ Hú thiết kế riêng dành cho người Việt Nam. Lớp học online này sẽ giúp cho các bạn suy luận được nhiều từ vựng hán hàn hơn nữa, nhiều hơn rất rất nhiều so với cái series này bởi vì series đó dựa trên những điểm tương đồng chỉ của tiếng Hàn và tiếng Việt thôi nên sẽ có được những cái điểm mà ưu Việt hơn khi chúng ta so sánh cả tiếng Hàn, cả tiếng Việt và tiếng Trung. Các bạn chỉ cần inbox vào fanpage Học viện Wonder Who để nhận được tư vấn về lớp học này nhá. Bắt đầu từ tuần sau sẽ là một series mới và các bạn đừng quên theo dõi Facebook cá nhân fanpage Mẹ Hú Confession rồi vào school ơi và đăng ký hai kênh youtube của Mẹ Hú nhá. Hẹn gặp lại các tình yêu trong những clip tiếp theo. Tiếp tục xe đi anh em ơi!